Chào mừng các bạn đã trở lại với Rượt Tin Học ha. Thì ở video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn giải bài tập bát canh phần chương trình con. Thì mình đã hướng dẫn các bạn giải bài số 3 và bài số 4 ha. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn giải bài số 5 và bài số 6. Thì bài 5 và bài 6 đây là một trong hai bài ở phần kiểu dự đoán mãn là mình đã học rồi. Tuy nhiên đối với phần chương trình con này á thì hai cái bài này mình sẽ giải theo một phương pháp khác. Đó là thay vì đối với ngoài việc dùng mãn ra thì mình còn phải có thể sử dụng cả chương trình con ha, tức là mình dùng chương trình con viết chương trình con để nhập mãn, in mãn rồi đổi giá trị của hai số, sau đó mình sẽ sử dụng cái chương trình con đó để mình gọi nó ra, gọi nó ra rồi sau đó dùng nó để thực hiện sắp xếp một dãy số ha. Rồi, tương tự đối với cái bài 6 thì mình sẽ gọi nó ra rồi sau đó để viết chương trình con, nhập mãn, in mãn rồi tìm mất, sau đó gọi nó ra để tiến hành tìm địa chỉ lớn nhất của một dãy số. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bài số 5 trước ha. Rồi ở đây thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ mở bắt can lên. Đây là cái bài số 4 hôm trước mình đã giải ha. Rồi file new mở mới. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu khai báo tên chương trình ha. Game. Rồi mình để đây là bài 5. Rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng cái UCRT ha, để cho nó xóa sạch màn hình, cái lệnh xóa sạch màn hình đó. Rồi ở đây thì mình sẽ khai báo cái phần biến, thì đối với cái bài này là dùng mãn. Thì ở đây mình sẽ khai báo mãn. Tuy nhiên cái này nó có cái phần mà chương trình con nó còn nó dùng nhập mãn và in mãn gì đó, mình phải khai báo kiểu mãn theo cái dạng là gián tiếp mới được ha, còn mang trực tiếp thì không được. Đó mình dùng cái từ khóa style ha. Rồi sau đó mình sẽ khai báo cái kiểu kiểu mãn ha. Ở đây thì mình sẽ đặt nó là tên là kiểu mãn. Rồi kiểu mãn đi. Rồi sẽ bằng apply 1 đến 100 ha. Và nó thuộc về integer ha. Tức là cái kiểu mãn này nó thuộc kiểu integer, tức là thuộc kiểu số nguyên. Rồi rồi sau khi đã khai báo cái kiểu mãn xong thì mình sẽ tiến hành khai báo biến. Ở đây mình sẽ có những cái biến, thứ nhất là cái biến mãn ha. Thì biến mãn ở đây mình sẽ đặt là biến a. Rồi cái đó mình sẽ khai báo biến y rồi biến g nha. Rồi biến n. Rồi, xin nó cũng là integer số nguyên ha. Rồi bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ viết chương trình con, mình viết chương trình con nhập mãn ha. Chương trình con nhập mãn nó là một cái thủ tục ha, mình có thể dùng một cái thủ tục. Ở đây thì bởi vì nó không có trả về một cái giá trị nào đó, khi nào đối với cái bài nào trả về một cái giá trị nào đó thì mới sử dụng tới hàm ha. Giống như trước cái bài giải thừa và lũy thừa á, thì trả về kết quả là lũy thừa và giải thừa thì mình mới dùng là function. Còn này là nó không trả về, do đó thì mình sẽ sử dụng cái residual ha, tức là một cái thủ tục. Rồi đây là nhập mãn ha. Rồi nhập mãn ở đây thì mình nó sẽ có thứ nhất là cái mãn, là mình sẽ dùng cái mãn a ha. Rồi thứ hai là nó sẽ có cái phần là n này, nó sẽ kiểu là mình sẽ cho nó là integer ha. Rồi vậy là integer. Rồi đây thủ tục thì nó không có kiểu trả về ha, còn dưới cái hàm nó sẽ trả về, ngay đây là trả về một kiểu nào đó integer hay gì đó cũng được ha, đấy cái này thì không có. Rồi ở đây thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ khai báo tiếp, mình sẽ có tiếp cái phần này. Rồi đây mình sẽ bắt đầu ha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng nhập mãn. Thì nhập mãn thì đơn giản thôi, thì mình chỉ cần có nhập n vô rồi sau đó cho y chạy từ 1 đến n rồi nhập các giá trị của ai là xong. Thì đây mình sẽ sử dụng cái lệnh for thôi. Y chấm bằng 1 đến n. Rồi. Để thực hiện công việc là write yêu cầu người ta nhập cái ai ha. Thì đây mình sẽ yêu cầu người ta nhập a. Rồi, ai là bao nhiêu đó. Rồi, mình sẽ còn để nhập A ha. Rồi
Sau đó thì readline của AI. Rồi, and. Rồi, thì đó là cái thủ tục để nhập mảng của mình ha. Xong thủ tục nhập mảng, bây giờ mình sẽ viết tiếp cái thủ tục. Mình sẽ viết tiếp cái thủ tục là in mảng ha. Rồi, sudo. Đây, in mảng. In mảng này nó cũng có hai cái đối số thôi. Thứ nhất là mảng và n. Để nó in ra là xong. Thì mình cũng ghi dùng cái từ khóa là var. Mình chỉ cần cho cái lệnh for với y chạy từ 1 đến n thôi. Rồi sau đó thì in ra thôi. Thì ở đây thì mình sẽ write ra cái AI là xong ha. Chưa, nó có một cái lệnh thôi đó, mình không cần phải sử dụng cái begin với end này ha. Một câu lệnh thôi. Mình sẽ write ra AI ha. Rồi. Nhưng mà ở đây mình sẽ cho nó cách ra chút xíu ha. Mình sẽ dùng dấu nháy này cho cái số nó nằm cách ra cho nó dễ phân biệt ha. Rồi, and đã xong. Thì chương trình con của mình chỉ có thủ tục in mảng nó chỉ có bao nhiêu thôi. Rồi yêu cầu mình sẽ viết cái thủ tục là đổi giá trị của hai số ha. Thì ở đây có hai cách làm. Thứ nhất là mình sẽ viết cái thủ tục để mà hoán đổi hai số, rồi sau đó xuống phần chương trình chính thì mình mới thực hiện là sắp xếp. Còn một cách nữa là các bạn có thể viết luôn cả cái chương trình con sắp xếp luôn ha. Cái thứ nhất mình chỉ gọi ra thôi. Thì có hai cách ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là mình sẽ viết cái thủ tục hoán đổi nha, rồi xuống dưới mình sẽ sắp xếp lại. Tức là ở đây mình sẽ viết cái thủ tục hoán đổi giá trị hai số, và xuống phía dưới chương trình chính thì mình mới viết câu lệnh để sắp xếp ha. Câu lệnh sắp xếp sau. Và bây giờ sử mình viết câu lệnh là wrap ha. Wrap hoán đổi hai giá trị của A và B. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái tham biến AB ha. Rồi. Được chưa? Rồi ở đây thì mình sẽ hoán đổi nó. Ở đây mình sẽ khai báo thêm cái biến tạm ha. Cũng lệnh được rồi. Rồi. Begin. Rồi ở đây thì mình sẽ hoán đổi hai biến này. Đầu tiên mình sẽ gán cái biến B. B cho tạm ha. Rồi gán biến A cho B. Sau đó gán lời tạm cho A. Rồi. Thì lúc này xem như nó đã hoán đổi được cái giá trị của A và B cho nhau. Rồi. Bây giờ mình sẽ viết cái thu phần chương trình chính ha. Mình sẽ viết chương trình chính. Thì ở đây trong chương trình chính mình chỉ cần mình nhập N vô thôi. Rồi. Mình sẽ viết cái lệnh xóa màn hình trước ha. Rồi sau đó mình sẽ viết cái nhập n ha, tức là sẽ yêu cầu người ta nhập và số phần tử của dãy đó. Rồi read line của n ha. Rồi sau khi nhập và số phần tử của dãy xong thì mình sẽ tiến hành nhập mảng ha. Thì mình chỉ cần mình gọi cái thủ tục này ra. Đây, thủ tục nhập mảng nè. Mình chỉ cần gọi ra. Mình sau đó thế cái mảng vô. Là xem như nó sẽ nhập mảng cho mình ha. Nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn phải đánh đúng cái tên này nha. Đúng cái tên này, thủ tục này thì nó mới hiểu ha. Nếu các bạn đánh sai tên đó là nó sẽ báo lỗi á. Không hiểu ha. Rồi, nhập mảng. Thì mình chỉ cần nhập mảng A và N. Là xong. Thì đây có thể A hoa hoặc A thường cũng được ha. Tại vì Pascal nó không bị chữ hoa chữ thường. Rồi. Bây giờ mình sẽ viết cái lệnh for với y chạy từ 1 đến n ha. Y chạy từ 1. Bây giờ mình sẽ sau khi nhập mảng xong thì mình sẽ tiến hành là sắp xếp. Nè, sắp xếp thì đây mình sẽ cho y chạy từ 1 đến n trừ 1. Rồi. Sau đó mình sẽ sử dụng một cái lệnh for thứ hai là cho g. G sẽ chạy từ từ y cộng 1 ha, từ y cộng 1 cho đến n. À, tức là lấy ra các phần tử kế tiếp của nó.
phần tử đầu tiên rồi sau đó lấy phần tử kế của nó, kế tiếp của nó ha. Rồi sau đó mình sẽ nếu ha, nếu như AI mà lớn hơn AG thì khi đó mình sẽ tiến hành hoán đổi hai số đó cho nhau, swap, tức là mình gọi cái hàm swap ra rồi để hoán đổi đó là AI và AG cho nhau ha. Tiến hành cái hoán đổi đó. Rồi. Rồi sau đó sau khi hoán đổi xong thì mình sẽ tiến hành in mãn ra thôi, sẽ tiến hành in mãn ra, in mãn AN ra ha, sẽ tiến hành in mãn AN ra. Rồi sẽ là read line thôi. N. Rồi cái chương trình mình là xong, tới đây là chương trình mình đã viết xong. Bây giờ mình sẽ save nó lại ha. Đây, mình sẽ đặt tên nó là bằng 5. Thì y chạy từ 1 đến n trừ 1, j chạy từ y cộng 1 đến n nếu a y lớn a j, có nghĩa là nếu như phần tử đầu tiên, phần tử phía trước á mà lớn phần tử phía sau thì mình sẽ tiến hành đổi chỗ hai số đó cho nhau ha. Tại vì lúc này đã xử nè, giả sử như đây mình có cái phần AI, AI ví dụ như các số một, cái số mình A1 đây, ví dụ mình có dãy thế này 5 6 3 4 2 1 gì đó, thì cái số đầu tiên là A1, thì đây các bạn lưu ý là khi mà ví dụ số đứng trước nè mà nó lớn số đứng sau, ví dụ 6 số 3 đi, thì mình sẽ tiến hành đổi chỗ nó lại, đổi chỗ nó lại cho nhau. Thì cái ý tưởng của bài toán là như gì? Tức là mỗi lần nó sẽ gặp một cặp số nè, nếu gặp số nào mà lớn hơn số đứng sau thì sẽ đổi chỗ cho nhau ha. Thì ý tưởng mình là như vậy ha, tức là đây y1 thì chỉ từ 1 đến n trừ 1, thì khi đó j, j chính là cái số đứng sau, chỉ số của số đứng sau ha, y là chỉ số của số đứng trước, còn j là chỉ số của số đứng sau ha. Có nghĩa là j chạy từ y1, ví dụ y bằng 1 là a1 nè, nó sẽ diệt a1 trước, thì lúc này y bằng 1 xuống đây thế này thì nó sẽ là a1, ở j sẽ là bằng 2 ha, j sẽ là 2, có nghĩa là so sánh a1 với a2, so sánh a1 với a2, nếu mà a1 lớn hơn 2 thì nó sẽ tiến hành đổi đổi chỗ cho nhau. Cái ý tưởng là gì thôi. Nó có đổi một cặp, sau đó nó quay lại, nó tăng y lên, thì lúc này nó sẽ tiến hành tiến tiếp tới cái cặp tiếp theo. Cái ý tưởng này gì thôi. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem nó có lỗi hay không. Không có lỗi ha. Bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Rồi ở đây các bạn nhập vô số phần tử của mảng, ví dụ mình nhập được 6. Rồi giờ nhập A1 vô 3 4. Rồi mình nhập là 2 5 1. Rồi 6 7 gì đó. 7 gì? Đây nó sẽ sắp cho mình là 1 2 3 4 5 7 nha. Rồi. Đó là cách để chúng ta sắp xếp một cái dãy số bằng cách sử dụng riêng con. Giờ mình chạy lại ha. Đây. Chạy lại là nhập lại là 5. Rồi. 12 11 15 8 9. Đây nó sắp cho mình ha. Thành một cái dãy số. Đây. Đó là cách để các bạn có thể sử dụng chương trình con ha. Khi cần mình khai báo chương trình con phía trên này, xuống dưới này mình chỉ cần gọi nó ra, gọi tên nó ra là nó đã thực hiện cho mình. Mình đã dùng 3 thủ tục, đó là nhập mãn, rồi hoán đổi và in mãn ha. Rồi. Đó là bài số 5 ha. Rồi, giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn giải bài số 6 ha. Lại viết chương trình nhập vào đưa ra chỉ số và giá trị phần tử lớn nhất của dãy số. Thì cái này đây là một cái bài tìm chỉ lớn nhất. Thì lúc ở bài mãn thì mình đã làm rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển nó sang sử dụng chương trình con thôi. Ví dụ như mình có một cái dãy số ha. Dãy số như thế này. Bây giờ tìm số lớn nhất thì chỉ cần nhìn vào đây thì số nào số lớn nhất là được. Thì ý tưởng của mình cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần mình lấy cái số đầu tiên là số lớn nhất nè. Ví dụ như mình lấy A1. A1 số lớn nhất ha, ví dụ như này là max là con số 5. Rồi sau đó thì gặp con số nào lớn hơn thì nó sẽ bằng số đó. Ví dụ như ở đây thì đầu tiên max là bằng số 5 nè, sau đó gặp số 6 lớn hơn thì max nó sẽ bằng số 6. Rồi gặp số 3 thì nó sẽ không lớn hơn, nó giữ nguyên ha. Và cuối cùng khi nào hết dãy thì nó sẽ đưa ra max sẽ bằng 6. Ý tưởng là như vậy ha. Tức là nó sẽ kiểm tra hết dãy, nếu như không gặp số nào lớn hơn nhất thì nó sẽ max sẽ bằng số đó. Ý tưởng là gì thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện ha. Mình chọn file new ha, một cái bài mới.
Rồi, bây giờ mình sẽ viết chương trình ha. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo tên chương trình. Đây mình để là bài 6 ha. Rồi ở đây thì mình sẽ khai báo biến. Thì đầu tiên đối với bài này thì giống như bài nãy thì mình vẫn sử dụng cái mảng gián tiếp ha. Rồi. Mình dùng có style ha. Rồi khai báo cái kiểu mảng. Rồi, sau đó mình sử dụng khai báo biến ha. Thì bài này mình sẽ khai báo cái biến mạng A giống như hồi nãy là có kiểu mạng. Rồi khai báo thêm các cái biến là y và g. Bài này không có g ha, biến y, biến n, rồi thuộc integer ha. Rồi sau đó thì mình sẽ viết cái hàm, mình sẽ viết cái hàm mình sẽ viết cái thủ tục trước ha. Cái thủ tục là nhập mãn giống như hồi nãy. Thì thủ tục này nó cũng có hai cái tham số thôi, đó là a có kiểu mãn và cái n ha, n kiểu là integer. Rồi sau đó mình tiến hành nhập mãn cho nó. Thì đối với mảng này thì mình sẽ cũng sử dụng của lệnh for do thôi. Đối với bất kỳ cái bài toán nào liên quan đến mảng thì đều dùng của lệnh for do ha. Tại vì nó là một cái dãy số, do đó mình phải dùng của lệnh for do để mình có thể diệt được, mình có thể diệt được các cái phần tử, diệt được các phần tử của mảng ha. Rồi. Begin. Giờ đây là câu lệnh ghép, do đó mình sẽ dùng begin ha. A phẩy y ha. Rồi. Reply. Y. Rồi. Sau khi nhập bản xong, tới đây là mình phải end ha. Đây có cái lệnh end để kết thúc cái phần chương trình con nhập mãn này. Rồi sau đó mình sẽ giúp chương trình con in mãn ha. Rồi đây là in mãn thì nó cũng có hai cái tham số, đó là a và n thôi. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình in mãn thôi, cũng như một lệnh for ha. Rồi write ra AI. Rồi này thì mình có thể cho nó một cái dấu cách để nó cách ra ha. Ở đây là do nó có một lệnh write thôi, do đó mình không cần dùng lệnh ghép ha, không cần dùng begin với end giống như ở trên. Ở đây chỉ có một lệnh thôi, chỉ nào có từ hai câu lệnh giống như này, hai câu lệnh trở lên thì mình mới sử dụng begin với end ha. Hai câu lệnh sau đu á dùng begin end. Rồi đó là câu lệnh in mãn. Bây giờ tiếp tục mình sẽ làm là viết chương trình con tìm địa chỉ lớn nhất ha, nhìn con tìm địa chỉ lớn nhất. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng là function ha. Tại vì chương trình con này chỉ lớn nhất là sẽ trả về một cái giá trị và max, phải trả về giá trị max, giá trị lớn nhất ấy. Thì đó mình phải dùng function ha, chứ không có dùng residual. Rồi bây giờ mình sẽ dùng max ha, mình đặt tên chương trình con là max và cái này nó không có đối số luôn ha. Được rồi. Và chương trình con này thì nó không có đối số, nó chỉ có cái tên nó thôi và cái kiểu trở về thôi, nó không giống như residual, cho nên là nó không có kiểu trở về ha. Để cái thủ tục á, không giống như thủ tục, con này là hàm. Rồi thế đây thì ý tưởng của mình là đầu tiên lấy max là bằng A1, đầu tiên mình sẽ lấy max bằng A1 ha. Rồi đây nếu như mình muốn lấy thêm cái chỉ số max á thì mình cho cái chỉ số max là bằng 1 ha, tức là lấy cái vị trí của phần tử lớn nhất á. Thì ở đây thì mình sẽ khai báo thêm cái biến chỉ số max ở phía trên này ha,
để chút xíu nữa thay báo danh này trên chương trình chính, chút nó mới xuống như chính là mình vẫn gọi này ra được ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái link form phải không? AI chấm bằng 2 cho đến n, tức là mình sẽ diệt các phân tử từ 2 đi á, kiểm tra những các phân tử từ 2 cho đến n ha, phân tử thứ 2 cho đến phân tử thứ n đó. Rồi nếu như AI ha, AI lớn hơn max khi đó max sẽ bằng AI. À, thì ở đây thì mình sẽ lưu ý là chỗ này mình sẽ dùng begin ha, begin và end chỗ này, begin và chỉ số max hai chấm bằng y, tức là khi tìm được vị trí lớn nhất thì chỉ số max cũng chính là bằng vị trí của cái số đó luôn ha, tức là bằng chỉ số y luôn. Y chính là chỉ số vị trí của a nè, a nè. Ví dụ như dù a5 thì y nó sẽ bằng 5, a6 thì y nó sẽ bằng 6. Rồi n, rồi kết thúc cái chương trình con rồi ha. Function bây giờ là chương trình chính, là chương trình chính chỉ cần mình yêu cầu người ta nhập vô cái n là xong. Rồi nhập vào số phân tử cũng vậy ha. Sau đó readline của n, rồi sau đó là nhập mã thôi, sẽ gọi cái thủ tục nhập mã ra của a n ha. Bạn lưu ý là phải gọi, khi gọi phải đánh đúng cái tên của nó ha, tên nó phía trên là gì đó thì mình phải gọi đúng đây, cái tên nó nhập mã thì phải gọi đúng cái tên nó ra, và cái đối số ha, cái tham số ha, tham số nó là an thì mình sẽ gọi tham số là an. Lưu ý là nếu như dưới này á mình là dùng cái biến m thì ở đây mình phải đổi là am ha. Rồi mình sẽ ghi in mãn ra, trước khi in thì mình sẽ write ra để cho người ta biết ha, chỉ là mãn dãy số đi, dãy số vừa nhập là rồi in mãn ha. Rồi sau khi in mãn xong bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đưa ra giá trị max thôi. Ở đây thì mình gọi cái hàm match ra ha. Match đây là chương trình con ha, tên chương trình con. Đây là một cái hàm chứ không phải là một cái biến ha. Rồi. Reply I and ha. Chấm. Rồi bây giờ mình sẽ lưu cái bài này lại. Đây là 76 ha. Rồi mình sẽ kiểm tra. À, không còn lỗi ha. Rồi, giờ mình sẽ chạy thử. Đây, nó kêu nhập vào số phân tử của giấy. Thì theo lịch sử như mình nhập cho là 6 ha. Rồi A1. Rồi mình nhập là 13, 4, 8, 9, 6, 7. Nhớ ra không có đúng ha. Phải kiểm tra lại như cái dãy số nó chạy không có đúng ha. Đây. À, chỗ này, các bạn lưu ý là chỗ này nè. Tại đây mình dùng tham trị, không, chứ không phải là tham biến. Khi dùng tham biến thì giá trị của biến nó mới thay đổi. Còn nếu dùng tham trị thì giá trị của biến nó sẽ không thay đổi khi thực hiện chương trình ha. Sau khi thực hiện chương trình xong ra khỏi chương trình con thì cái giá trị nó sẽ không có thay đổi, nó vẫn giữ nguyên ra là không. Rồi bây giờ mình chạy lại ha, thêm cái qua phía trước này, chỗ này là chỗ A nè. Rồi bây giờ mình run lại đây, mình gia nhập lại là 6 này, số bất kỳ ha. Đây nó sẽ ra nè, vì số vừa nhập nè,
À, phần tử lớn nhất là 36, chỉ số phần tử lớn nhất là 5, đây A5 bằng 36 ha. Rồi đây mình nãy mình chưa có viết cái lệnh để nó xóa màn hình ha. Đó. Đó, thì các bạn đã thấy được cái sự khác nhau giữa tham trị và tham biến. Mình sẽ viết những cái thủ tục để cho nó xuống hàng ha. Rồi, giờ mình chạy lại. À, cái này do mình chưa có khai báo phía trên này đúng không? Mình chưa khai báo cái lệnh UCRT nó sẽ báo lỗi chỗ này. Các bạn lưu ý là phải có lệnh UCRT ha. Rồi, mình chạy lại. Rồi, bây giờ xóa nhập lại ha. Rồi. Đây, nó sẽ ra cái mã vừa nhập nè. Rồi, chỉ số phần tử lớn nhất là 15 và chỉ số phần tử lớn nhất là 3 nè. Số phần tử lớn nhất là 15, chỉ số phần tử lớn nhất là 3 nè. Rồi. Thì đó là cái bài số 6 ha. Mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng chương trình con nhập mã lên mã và chương trình con tìm mắt để có thể đưa ra tìm được cái chỉ lớn nhất của dãy số ha, ví dụ bài số 6 này. Rồi đó là bài số 5 và bài số 6 ha, mình đã hướng dẫn các bạn giải xong. Các bạn có thể xem lại cái video hôm trước để xem cách giải bài 3, bài 4 ha. Rồi các bạn có chỗ nào không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới video để mình có thể giải đáp ha, trong cái bài 5 và bài 6 này. Rồi thì đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.